khá là thách thức cho nhiều người Việt khi phải nói âm I trong tiếng Anh. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem làm sao để chúng ta có thể nói âm này một cách chính xác nhé. Âm I có hai phần bắt đầu bằng A và kết thúc bằng I. Và bạn phải phát âm cả hai âm này để chắc chắn rằng người nước ngoài có thể hiểu được những gì bạn đang nói. Để người Việt có thể nói âm I thực sự không khó, bằng chứng là họ có thể nói dễ dàng những từ như buy, tie hoặc là my một cách chính xác. Tuy nhiên khi âm I được đi kèm bởi một phụ âm thì người Việt thường quên nói âm I mà chỉ nói âm A. Hãy nhìn vào từ thời gian, time. Đây là từ có 4 thành tố là T, A, I và M. T, A, I, M. Cho nên sau khi bạn nói âm A thì không thể nhảy sang âm M ngay lập tức mà phải nói âm I trước. Sau khi bạn nói âm A, môi của bạn không đóng lại ngay lập tức mà hàm sẽ di chuyển lên phía trên và lưỡi chạm vào răng trên, hàm răng trên trước khi miệng đóng lại hoàn toàn để bạn có thể nói được âm M, M, T, A, I, M. Bởi vì chúng ta phải nói âm I và chúng ta cũng cần có một chút thời gian để đưa hàm và lưỡi từ phía dưới khi mà chúng ta nói âm A lên phía trên khi chúng ta nói âm I. Vậy thì âm I không thể nào được phát âm như là một âm ngắn được mà phải là một âm dài. Hãy so sánh âm I và âm A. Âm I dài hơn và trong khi nói, lưỡi và hàm của bạn chuyển nhẹ từ A sang I. Trong khi đó, âm A lại là một âm ngắn và miệng của chúng ta không di chuyển khi chúng ta nói âm A. Âm A ngắn, âm I dài. Âm A ngắn, âm I dài. Do vậy, khi bạn thực hành nói âm I, bạn hãy nhớ tập trung vào phần I và cách mà lưỡi của bạn hướng lên trên để chạm vào hàm răng trên trước khi chúng ta đóng miệng hoàn toàn để nói âm M. T, I, M. T, A, I, M. Time. Và sau đây là một vài từ với âm I. Time. Time. Type. Tide. Pie. Pine. Buy. Bike. Die. Dime. Rye. Rhyme. Rise. Mine. Mime. Hãy tạm dừng video này tại đây và thực hành nói âm I đúng. Hãy nhớ rằng âm I không phải là một âm ngắn và chúng ta cần thời gian để nói âm I ngay sau khi chúng ta nói âm A. Vì vậy, từ chúng ta có được là time chứ không phải là time hay là time. Nếu bạn cảm thấy nói âm I quá khó và nhận ra mình không thể nói được cái âm I thì hãy thử nói từ đó mà không có phụ âm cuối và cảm nhận lưỡi của bạn đang hướng lên trên để tạo thành âm I. Khi bạn có thể làm điều đó tốt thì hãy từ từ ghép phụ âm cuối vào, nhưng lúc mới bắt đầu thì hãy thử bỏ một cái khoảng cách nhỏ giữa âm I và phụ âm cuối rồi từ từ rút ngắn cái khoảng cách đó. Time, 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 time. Và đừng quên dùng một chiếc gương để kiểm tra xem lưỡi và hàm của mình có hướng lên trên để tạo thành âm I sau khi nói âm A hay không. Tạm dừng video tại đây.